vô. Rồi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nướng chuối nha. Còn nóng gì nữa? Nóng rồi đó nha, đừng đút tay vô nha. Ở dưới đó có cái quạt luôn bá ơi. Ừ, nóng lắm rồi đó. Ở dưới đó có cái quạt luôn bá ơi. Đâu, chuối đâu? Bá ơi. Nóng lắm đó. À, bây giờ mình nướng chuối còn biết không ngoài. Đấy ta nướng cái trứng không mà em. Thôi luôn. Cho mấy bạn cũng thấy nữa nè. Ủa gì ba? Cái chiên lên là mình nó chỉ làm một lớp ngoài hay lớp trong là cũng thành thôi. Tốt rồi. Làm anh quay thôi.
của sao dựng ba. Thì làm nước cốt. Tại đó vậy là nhiều rồi đó. Nước cốt dừa nha. Dạ, vậy là nhiều rồi đó. Bỏ bột năng nè. Để cho nó sạch nè. Quay là làm bột năng nè. Mình không có bột năng nhưng mình làm bột sắn. Bột sắn dê. Sắn nó bảo là mình phải tán cho nó nhuyễn nè. Chứ không đổ ra nó bị ốc trâu. Trâu. Qua đây coi nè. Bỏ miếng đường. Miếng bột ngọt. Không, miếng muối. Miếng muối á. À, không bỏ bột ngọt nha. Không bỏ bột ngọt. Chè bỏ bột ngọt. Ba là gỡ khét ra. Ừ. À, bỏ vô dĩa đi. Dĩa bỏ mình xắt ra luôn ha. Dùng ba. Con cầm lại kia đi.
nóng á. Thì mấy cái nào nó khét nhiều thì mình ấy thôi, còn khét ít thì thôi. Rồi được rồi đó, gửi vậy nè. Coi bên kia có thấy không? Là sao? Nghe không? Không hiểu luôn. Không nghe nó nói luôn. Đã bắt vô rồi. Rồi, được rồi con. Được rồi. Chị hai biết rồi. Con giận rồi. Không đó, biết. Thôi, con nó thường làm mà nó giận luôn rồi kìa Lan. Nó giận chị hai, nó đánh qua làm kìa. Nó giận như khỏe quá. Khỏe quá, mẫn quá. Xin mời quà đạo luôn. Đây mẹ xin. Đây, xin mời